Tôi đã liên hệ với Tuấn và nói rằng, nếu như em chọn sự im lặng, tập trung học hành, thì tụi nó có thể tha cho em. Còn em chọn con đường tiếp tục đấu tranh, thì tụi nó sẽ bắt em lại đó. Mất đất mất nhà, bị Nguyễn Văn bị chủ tịch Tạo cướp đất cướp nhà mà cho công an hỗ trợ. Thế là chị là em của chị Phùng Thị Ly? Đúng, Phùng Thị Xuân Lan. Phùng Thị Xuân Lan. Vâng. Em. Thế hôm nay là chị đi dự phiên tòa thì chị có... Phiên tòa là coi coi xử Nguyễn Mai Trung Tướng có công bằng hay không. À. Bởi vì Nguyễn Mai Trung Tướng là một đứa em vô tội. Chị mới 15 tuổi thôi, đến cướp đất cướp nhà nó tự vệ mà nó phải ở tù như vậy là quan. À, theo chị là Nguyễn Mai Trung Tướng điều an. Quang. Đó, thế chị mong muốn phiên tòa hôm nay xử... Thả Nguyễn Trung Tướng về đi học. À, thở cho Nguyễn Trung Tướng về học. Về đi học. Đi học, 15 tuổi chưa anh? Dạ. Chị với anh đã làm sai, chứ không cho anh làm lại. À, đó. Theo bác thì là đúng ra là Nguyễn Văn Tuấn hôm nay là phải được đúng, tự do phải được tự do và phải đi học chứ không có kêu bằng bức án là 4 năm rưỡi và 3 năm rưỡi ăn theo là vậy là sai. À, đó, đó. Đó. Bà là cô ruột là cô thứ mấy ạ? Cô thứ sáu ạ? À? Thế là bà nữa. Thế bà cô ba. Thế giờ bà có biết tại sao Nguyễn Văn Tuấn lại bị nó bảo vệ cho nó quyền lợi cho nó gia đình nó giờ đó nó cha mẹ nó vậy đó, nó bảo vệ thân thể nó cho nên nó giờ tôi muốn công bằng cho cháu tôi cho nó về nó đi học. Tụi nó là tụi nó tạo không có tội gì trên, nó bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho bác nó. là chị thứ mấy của anh Nguyễn Mai Trung Cang? Thứ sáu ạ. Bà hôm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Tôi là 62. Ở đây là dì ba luôn. Đây là tôi là cô của Mai Trung Tấn luôn. À, bà là công an dì ba. Dạ. Tôi giờ tôi muốn cho Mai Trung Tấn được nó ra, nó là bị quan, nó bảo vệ cho nó, bảo vệ cho gia đình nó không có tội gì hết. Nó mới có 15 tuổi rồi. Nó không có tội gì hết á. Mấy ông không mất đất cho mấy ông mất đất mấy ông không mất đất cho mấy ông không tính cho người ta mất đất là người ta quất đất dữ lắm. À, người tức là theo các bác là bị mất đất là bị oan. Thì quyết định bảo vệ cũng quyền lợi. Nó không còn gì hết. À, dạ, chỉ bà. Còn mình không đi ra thôi. Bà. Không có một bộ đồ bạn luôn. Và thế thì gia đình ở cái miếng đất đây lâu chưa? Ở lâu lắm, mấy chục năm nay rồi. Cậu giờ quy tới bây giờ. Tức là trước năm 75. Dạ, trước năm. Trước 30 năm, trước 75. Năm 67 bây giờ, nó chưa có ông già nữa. Để ông già. À, đất đấy từ bây giờ. Thế là coi như... Dạ, nó hồi đó. Dạ, ông nội tôi để lại. À, thế ạ. Dạ, cha nó là... Bồi thường không thỏa đáng. Và chưa có bồi thường, không có nhận, không có không nhận thời án và thì mà đến cưỡng chế. Dạ, thì cưỡng chế. Cưỡng chế thế là và thế là gia đình chống lại. Dạ. Trong đó có cháu Tuấn ủng hộ bố mẹ. Dạ, cháu Tuấn ủng hộ cho cha mẹ chứ nó không có tội gì, nó còn đi học mà nó không có tội gì đâu. À dạ vâng, dạ, 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 cảm ơn các bác ạ. Dạ, 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 dạ. Bản giám định pháp y của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Long An, một cơ quan không độc lập với chính quyền, kết luận thương tích 35% cho trưởng công an xã, đủ để truy tố Tuấn cũng được đóng dấu mật. Chính quyền Thanh Hóa đem Tuấn ra tòa xử sơ thẩm vào ngày 24 tháng 11 2015. Khi xét xử, Tuấn bình thản và bình tĩnh, nói năng lưu loát. Thái độ này đã thể hiện Tuấn không còn là một đứa trẻ nữa, mà như một chiến binh được tôi luyện qua một trận đánh lớn và như một chiến sĩ đấu tranh kiên cường thật sự. Thưa anh Duy Lữ, là chính luật sư hôm nay đã làm việc hết sức mình. Đúng rồi. Để đạt có một cái kết quả tốt hơn cho Nguyễn Mai Trung Tuấn. Nói về vấn đề tích cực thì cái kết quả 2 năm 6 tháng thì đã là một cái sự mong mỏi của một số người. Tuy nhiên cái niềm vui đó nó không được hoàn được trọn vẹn vì lý do là em Nguyễn Mai Trung Tuấn á thì mới 15 tuổi mà tình viện kiểm sát sau khi đã xem xét thì đã đề nghị là 2 năm 6 tháng đến 3 năm. Với một cái mức đề nghị như vậy thì chúng tôi vẫn có một cái hy vọng là mong manh là có thể là tòa sẽ xử
mà án treo, bởi vì là theo quy định là từ 3 năm trở xuống thì có thể sẽ bị án treo, nhất là đối với người chưa thành niên như Mai Trung Tuấn. Riêng các hồ sơ thì đều bào chữa theo cái hướng là không phạm tội, hoặc là họ giả định là nếu như tất cả những cái vấn đề giám định rồi tất cả những cái chứng cứ mà thu thập được là hợp pháp và chứng minh được là Nguyễn Mạnh Tuấn mà có cái lỗi trong cái việc mà tạm hạ tiếp anh công an Nguyễn Văn Thủy đó, thì cũng tòa nên là áp dụng án treo, hoặc là có thể là hủy án sơ thẩm để cho điều tra lại, trong lúc đó thì cho Nguyễn Mạnh Tuấn tại ngoại để có thể là hầu các phiên tòa tiếp theo. Sau khi phiên tòa kết thúc thì các luật sư nói sẽ cố gắng tranh đấu tiếp cho Nguyễn Mạnh Tuấn 2 năm rưỡi đối với một đứa trẻ vị thành niên, như vậy là bất lợi hơn nhiều trong một cái điều kiện là không có cha mẹ, không có nhà ở. Hôm nay một luật sư đã dũng cảm nói lên là chúng tôi cho rằng là trong cái vụ án này nó có yếu tố chính trị, cho nên tòa đã cố gắng là kết tội bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn. Chúng tôi có thấy vào cái hình ảnh đó, là cháu Tuấn đó ngồi vẫn cười, nhìn cái tấm ảnh nó rất là tội nghiệp và rất là xúc động. Chúng tôi thấy là Nguyễn Mạnh Tuấn là vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn lạc quan trong cái tình trạng mà bị tù đày như vậy. Giống như là Tuấn nghĩ rằng là cái công việc của Tuấn làm có thể là đưa đến từ tù đày và thực tế là đang xảy ra. Luật sư Lê Thị Minh Nhân là một luật sư nữ trong 9 luật sư bảo chứng ngày hôm nay, trong lúc mà chờ nghị án thì có hỏi em Tuấn, nếu như lát nữa đây tòa mà tuyên án trắng án và cháu được về, thì cháu có tiếp tục những cái việc mà tranh đấu dính trước đây nữa không? Thì Tuấn trả lời là cháu vẫn tiếp tục. Phiên tòa xử Nguyễn Mai Trung Tuấn ngày 2 tháng 3 2016 vừa qua tại Tân An, Long An. Những người thân và những người làm chứng đã không được triệu tập. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam đã huy động 40 thanh niên không cùng trường lớp và không là người chứng kiến sự việc có mặt. Sau phiên tòa, với bản án dành cho Tuấn, ngay cả báo Lề Phải, báo Thanh Niên cũng đã phải viết một bài như sau. Người ta nói có hai nơi mà con người ngại đến nhất là bệnh viện và tòa án. Bởi nếu họ không lo lắng muộn phiền về sức khỏe, thì cũng phải vô phúc mới chứng kiến được bao nỗi niềm buồn vui của kiện tụng. Thật sự là chuyện không đành đoạn. Vậy mà, một dòng tin từ các luật sư trong vụ án của em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã đập vào mặt tôi hết sức lạ lùng. Có 40 thanh thiếu niên, chẳng phải là bạn bè cùng trường lớp hay biết rõ về vụ án của Tuấn, đã được triệu tập đến để lấp đầy các chỗ ngồi ở trong hội trường phòng xử. Hôm nay là thứ tư. Như mọi ngày, lẽ ra tất cả các em đều đang bận biểu với chuyện sách vở ở trường hơn là chờ đợi lắng nghe một phán quyết của tòa với những điều luật mơ hồ và xa vời về thế giới của các em. Hôm nay là thứ tư. Như mọi ngày, lẽ ra tất cả các em đều đang hồn nhiên và tinh nghịch với cái trò nhất quỷ nhì ma hơn là khoác lên mình những bộ mặt nghiêm trang để mục sở thị cái không khí lạnh lẽo nơi pháp đình. Nhưng bởi hôm nay là thứ tư, một người bạn cùng lưới với các em đã chẳng được đến trường, mà phải hầu tòa với tư cách bị cáo trong một vụ án gây dư luận trái chiều trong suốt thời gian qua, mà ông Đinh Văn Quế, nguyên chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao, đã phải cảm thán với những người đồng nghiệp của mình rằng đừng có cố chấp với em Nguyễn Mai Trung Tuấn nữa. Chẳng ai đưa một đứa trẻ chưa đủ 16 tuổi khi phạm tội trong một trường hợp không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù để mà răn đe hậu thế. Cũng như chẳng có cái sự công khai nào lại chỉ nửa vời khi đa số người dân thường lại không được trực tiếp dự kháng, mà lại thế là các em, những đứa trẻ non choẹt mù mờ về vụ án vào ngồi để mà chứng kiến đầy chủ đích. Tôi tự hỏi, trong suốt quãng thời gian ngồi đó, khi các em không có một chút thông tin nào về vụ án, thì bao nhiêu em có thể bày tỏ sự xót thương dành cho người bạn của mình, hay chỉ dành cho cậu ấy cái nhìn khinh miệt khi
mà Trót nhúng chàm trong quả kép. Nhưng tôi cam đoan rằng tất cả các em đều đang sợ hãi như cách những người lái phiên tòa mong đợi. Họ triệu tập các em đến để chứng kiến cậu bạn cùng lứa của mình đã phải trả giá như thế nào khi dám chống công quyền. Điều gì sẽ neo lại trong tâm hồn các em khi tinh thần thượng tôn pháp luật được dạy dỗ bằng một trường hợp cực đoan không điển hình, trong một khuôn khổ thiếu vắng vai trò sư phạm và sự trừng phạt được đẩy thành cứu cánh. Cuối cùng thì bản án cũng đã được tuyên, các em những áo trắng thay vì đến trường mà lại bị triệu hồi đến tòa được lục đục ra về sau khi hoàn thành vai diễn của mình là những nhân chứng sống bị thị uy cho một phiên tòa lạ lùng nhất trong lịch sử. Tôi chỉ mong rằng sau tất cả, điều động lại ở các em là sự nghi vấn bình thường. Một vụ án mà nạn nhân bị tạt axit thì kẻ thủ ác sẽ lên án ghê gớm dạng với tàn bạo của mình. Nhưng vì cớ gì mà thủ phạm ở trong vụ án này lại khiến người ta phải khóc xót thương cho em ấy? Thật là một điều chưa có tiền lệ. Tôi chỉ mong rằng tất cả các em đều nhớ hôm nay là thứ tư. Chúng ta phải biết sống chung với nhau như anh em hoặc tiêu tan.